Chị nám da bằng laser, bằng meso, bằng lăn kim hay là bằng tiêu da. Những phương pháp trị nám da này sẽ có chi phí từ vài triệu đồng, vài chục triệu đồng, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng. Tuy vậy thì trên thế giới hiện nay theo nghiên cứu, phác đồ đầu tay trong việc trị nám da lại không phải là những phương pháp này, mà đầu tay trong trị nám da đó chính là qua đường bôi thoa. Bởi vì thông qua đường bôi thoa, đầu tiên chúng sẽ ít cái nguy cơ hay là ít tác dụng phụ xảy trên da hơn so với những việc chúng ta xâm lấn ở trên da. Và điều thứ hai quan trọng hơn, cái chi phí bỏ ra để chúng ta đầu tư trong việc trị nám nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng các cái phác đồ xâm lấn. Vậy thì thông qua đường bôi thoa chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm kem trị nám nào, làm sao để nó bình dân nhất và có thể đem lại hiệu quả cao nhất? Thì trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến các bạn cái kem trị nám nào sẽ bình dân nhất để bạn có thể sử dụng tại nhà và đem lại hiệu quả cao cũng như là phù hợp với những cái làn da của bạn. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Và video này Hương sẽ chia làm 3 phần chính. Phần đầu tiên là hướng dẫn bạn những cái thành phần chúng ta cần có trong cái kem trị nám để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm. Phần thứ hai là những cái lưu ý nếu bạn mong muốn sử dụng những sản phẩm này tại nhà để có thể đạt kết quả cao và tránh kích ứng. Và phần cuối cùng đó chính là Hương sẽ giới thiệu một số nhãn sản phẩm để bạn có thể tìm mua và sử dụng tại nhà. Với phần đầu tiên, nếu chúng ta sử dụng những cái sản phẩm kem trị nám tại nhà, làm sao để vừa bình dân nhất và vừa đem lại hiệu quả cao thì sẽ ưu tiên những sản phẩm kem nám 3 thành phần. Và chúng ta sẽ có thành phần đầu tiên là hydroquinone với khoảng tầm nồng độ 4%. Thành phần thứ hai là tretinoin với nồng độ là 0.05%. Thành phần thứ ba đó chính là fluoxylolone. Đây là một cái thành phần corticoid bậc nhẹ được đưa vào trong da liễu để có thể hỗ trợ làm dịu da, làm giảm cái sự kích ứng của các sản phẩm khi chúng ta bôi thoa ở trên da. Đối với thành phần hydroquinone nồng độ khoảng 4% thì nếu xếp theo cái thang chia để các sản phẩm trị nám da thì đây là một cái thành phần mạnh mẽ nhất. Tuy vậy thì thành phần này nó làm sáng da vượt trội nhưng khả năng kích ứng ở trên làn da khá là cao. Vì vậy khi chúng ta sử dụng những cái kem nám có thành phần này thì đặc biệt chúng ta sẽ cần phải có sự lưu ý này ở trên làn da xem thích ứng như thế nào, và chúng ta sẽ cần phải có sự tăng liều này, hạ liều này và ngắt liều, bởi vì thành phần hydroquinone chúng ta không nên sử dụng quá 6 tháng. Và thành phần thứ ba đó chính là tretinoin nồng độ khoảng 0.05%, thì đây cũng là một cái thành phần dẫn xuất của vitamin A có quan hệ mật thiết với cái thành phần quen thuộc là retinol. Tuy nhiên cái thành phần tretinoin ở đây thì nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và tác dụng chính đó chính là hỗ trợ làn da tăng tốc đổi mới tế bào, phân tán sắc tố. Thì từ đó kết hợp tre này, kết hợp với hydroquinone và kết hợp với một thành phần kem làm dịu da, chúng ta sẽ cho ra một cái kem trị nám 3 thành phần sẽ vừa hỗ trợ làm sáng da, tăng tốc đổi mới tế bào, làm mịn da, vừa giảm tình trạng kích ứng ở trên da. Và phần thứ hai, những cái lưu ý và những tác dụng phụ gì hay những phác đồ chúng ta sử dụng như thế nào trong quá trình chúng ta bôi thoa những sản phẩm trị nám này. Thì điều đầu tiên như Hương vừa chia sẻ, đây là một cái sản phẩm kem trị nám 3 thành phần được coi là rất là mạnh mẽ. Vì thế đầu tiên làn da chúng ta phải là một làn da khỏe đã thì chúng ta mới nên sử dụng những cái sản phẩm này. Còn nếu như bạn là một làn da yếu này, làn da nhạy cảm này, hay là chúng ta chỉ bôi thoa một cái sản phẩm serum nhẹ nhàng khô cũng khiến da kích ứng, mẩn ngứa thì chúng ta sẽ chưa nên sử dụng sản phẩm này. Điều thứ hai, hãy thêm vào chu trình những cái sản phẩm kem chống nắng. Bởi vì trong tất cả các phác đồ trị nám da, dù là đắt tiền hay dù là rẻ tiền, thì bạn biết rằng cái nguyên nhân gây ra tình trạng nám da bị chi phối rất là nhiều bởi tia UV và ánh nắng mặt trời. Nếu bạn không có trị nám da thì mọi phác đồ trị nám da đều trở nên vô nghĩa. Và đối với kem chống nắng thì chúng ta sẽ ưu tiên là chỉ số PA là 4+, chỉ số SPF là 30. Và một ngày chúng ta sẽ nên bôi thoa từ 2 cho đến 3 lần, đủ lượng mỗi lần là khoảng tầm 2 đốt ngón tay. Phần thứ ba chúng ta quan tâm đó chính là những thành phần dưỡng ẩm. Bởi vì dù trong cái kem trị nám 3 thành phần này có thành phần làm dịu da rồi, thế nhưng mà khi sử dụng những hoạt chất treatment để trị nám da, chúng ta không tránh khỏi việc da sẽ bị bong chóc, bị thiếu ẩm. Hơn thế nữa thì một cái làn da mà thiếu ẩm này thì cũng có thể khiến da tốc độ lão hóa nhanh hơn, tình trạng nám da nó nặng hơn này, nhăn nheo hơn này. Vì thế thì cấp đủ ẩm cho làn da cũng sẽ khiến da khỏe hơn, hàng rào bảo vệ da được khôi phục hơn, và từ đó cái việc trị nám da chúng ta sẽ nhanh đạt kết quả hơn. Đối với những sản phẩm dưỡng ẩm thì Hương đã chia sẻ qua các cái video phía trước, chúng ta sẽ cần có hai bước dưỡng ẩm cho làn da. Thứ nhất là một cái serum cấp ẩm mang tính hút ẩm là HA hoặc là B5. Thứ hai là một sản phẩm kem dưỡng ẩm phù hợp với tình trạng da của bạn.
Ví dụ bạn có tình trạng là da thường, da khô thì có thể ưu tiên là dạng cream, có oil để có thể giữ ẩm cho làn da. Còn nếu bạn là tình trạng da dầu, da lỗ chân lông to và dễ nổi mụn, sẽ ưu tiên là dạng gel hay là dạng lotion. Và cuối cùng, những cái sản phẩm kem trị nám 3 thành phần này thì do có thành phần là hydroquinone mà chúng rất là mạnh mẽ ở trên da. Vì vậy trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ cần có sự theo dõi và sẽ nên có sự theo dõi của chuyên gia hay là bác sĩ da liễu. Thông thường thì chúng ta sẽ cần dùng tối đa khoảng tầm từ 4 đến 6 tháng. Bởi vì nếu chúng ta dùng quá cái thời điểm này thì chúng ta có thể dẫn đến tình trạng là da bị mất sắc tố, da bị xuất hiện màu xám xanh, xanh đen, hay là tình trạng da của chúng ta bị rội ngược lại sắc tố, thậm chí là có thể gặp tình trạng da bị kích ứng hay là nổi bao mạch. Trong cái tuần đầu tiên, khoảng 2 đến 3 tuần đầu tiên khi sử dụng, có thể bôi thoa là khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Sau đó chúng ta sẽ tăng dần lượng bôi lên, khoảng tầm đến tháng thứ 2 là chúng ta sẽ tăng lên bôi đến khoảng full tuần. Sau đó chúng ta lại giảm dần cái lượng bôi để ngắt từ từ đến khoảng tháng thứ 4, thứ 5 hoặc là chậm nhất là tháng thứ 6. Chúng ta có thể ngắt liều và sẽ chuyển sang các cái hoạt chất khác để duy trì. Ví dụ có thể chuyển sang là niacinamide, Albutin hay là azelaic acid. Và phần cuối cùng đó chính là giới thiệu đến bạn một số cái sản phẩm mà chúng ta đã chia sẻ ở phía trên để bạn có thể tìm mua, và những sản phẩm này sẽ là những sản phẩm có giá khá là bình dân. Đầu tiên, với sản phẩm kem trị nám 3 thành phần ở đây thì có thể bạn tham khảo là thành phần kem trị nám Chiluma, thì có một cái loại Chiluma của Mỹ này, đâu đó khoảng tầm giá thành là 2 cho đến 3 triệu đồng. Thứ hai là Chiluma của Ấn này thì giá sẽ rẻ hơn, đâu đó khoảng tầm vài trăm nghìn đồng. Cái thứ hai, bạn hoàn toàn có thể kết hợp hai cái loại kem với nhau. Thì một cái loại kem sẽ là có thành phần là hydroquinone. Ở đây có cái sản phẩm khá là rẻ là Phidomila này. Đó. Cái thứ hai đó chính là cái thành phần tretinoin, thì có thể kết hợp cái thành phần là tretinoin Arab của Ấn này. Điều tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm kem chống nắng. Thì đối với phân khúc tầm trung, bạn có thể tham khảo cái kem chống nắng của nhãn Skinavit. Đây là một sản phẩm phân khúc khá là ổn này, với kết cấu đặt trên da khá là tốt, chỉ số bảo vệ là PA+, SPF là 50. Do vậy hoàn toàn có thể bảo vệ cái làn da của bạn rất là tốt trong quá trình bạn trị nám da. Còn đối với những cái sản phẩm chúng ta là serum hay là kem dưỡng ẩm thì cũng có thể tham khảo hai cái nhãn, ví dụ như là Skinavit này, Good and Dog này, Bretasa này, La Roche-Posay này. Đó, hoặc là dưỡng ẩm có thể là Bioderma hoặc là La Roche-Posay nếu bạn có tình trạng là da thường, da khô và không có mụn. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về những kem trị nám giá bình dân mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà. Tuy nhiên những kem trị nám này thì cách dùng nó hơi khó một chút. Vì vậy nếu bạn mua những kem trị nám này thì nên có sự theo dõi của chuyên gia và bác sĩ da liễu. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.